Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả xưởng gỗ Mỹ Nghệ Gia Thịnh. Và ngày hôm nay thì em đang có một bộ bàn ghế sofa Zito hàng mẫu chân thuyền. Và bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là 5 món, bao gồm là một ghế băng dài, một băng ngắn, một bàn lớn, một chiếc đôn di động và một chiếc đôn góc. Và tổng quan sản phẩm ngày hôm nay của em sẽ làm là chất liệu là gỗ sồi Nga và được phun BU màu hương. Và cũng như là để những cái đặc điểm của bộ sản phẩm mà phun màu hương này, nó sẽ tạo lên một cái màu rất là sáng với trong không gian phòng khách nội thất của gia đình. Và đặc biệt hơn thì những cái sản phẩm màu hương này, khi mà các bác có thể nhìn thấy những cái đường vân nôi nó nổi lên rất là đẹp các bác nhé. Và tổng quan sản phẩm ngày hôm nay sẽ có kích thước như nào thì em sẽ báo cho mọi người, và cũng như là báo được về giá của sản phẩm để mọi người cũng có thể lựa chọn và cũng như là tham khảo về cái mẫu sản phẩm về cho không gian gia đình của nhà mình. Đầu tiên đây là một chiếc ghế băng dài có kích thước chiều dài lên tới là 2m40, sâu là 70 và cao từ mặt đất lên đến mặt tựa đây của em là cao đến con số là 70 phân. Và toàn bộ thì là hàng hộp có ngăn kéo. Với những cái mẫu sản phẩm mà chân thuyền như này thì luôn là có những cái phần ngăn kéo để có những cái độ vát ở trên sản phẩm để tạo thêm một cái điểm nhấn và nhìn những cái đường nét chi tiết ở đây thôi, nó mang thêm một cái tính sang trọng và cũng như là rất là chỉn chu các bác nhé. Và ngày hôm nay thì được kết hợp thêm thì đó chính là một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày lên tới là 12 phân và bao gồm cả gối ôm và cũng như là và tầm tựa lưng đấy. Và sản phẩm thì rất là đẹp và được phun BU màu hương. Và kế bên cạnh món thứ hai của bộ sản phẩm này sẽ bao gồm là một chiếc ghế văng ngắn có chiều dài lên tới là 1m8, sâu 70 và cũng một chiều cao lên tới là 70 phân, và chiều cao từ mặt đất lên tới mặt ngồi này của em sẽ là cao lên con số là 40 phân đấy, rất là đẹp. Và các bác có thể nhìn đây đấy, toàn bộ thì phun BU màu hương rất là đẹp. Và bên dưới đây những cái mộng mạng của bên em ghép rất là khít các bác nhé. Đấy, và sản phẩm này thì đang làm bao gồm 5 món, và chính diện là một chiếc bàn có tặng kèm cả kính bàn, kính đôn. Và sản phẩm thì có chiều rộng lên tới 80 và chiều dài là 1m2. Đấy, một tấm kính đen rất là đẹp. Và bên trong này thì có cũng là có ngăn kéo kéo ra kéo vào để phục vụ các bác có thể để những cái vận dụng, những cái đồ đa năng trong này rất là nhiều. Đấy, và toàn bộ khung tranh thì được làm ghép đây rất là khít và soi những cái lượt trị và tăng thêm những cái điểm nhấn và sự sang trọng cho sản phẩm này. Đấy, và cuối cùng của ngày hôm nay thì đó chính là một chiếc đôn di động. Kích thước em đang làm chiều ngang là 1m, chiều rộng là 50 và một chiếc đôn góc là 65x65. Đấy, và tổng combo sản phẩm ngày hôm nay của em đang chào bán ở mức giá là 16.500.000 đồng. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với bên cơ sở em qua số điện thoại là 0965 628 633. Và cảm ơn các bác đã dành ra ít phút xem hết video. Em xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo của bên cơ sở.